Tại buổi làm việc với lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố và hai tập đoàn PVN, EVN về dự án điện khí, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương báo cáo về tiến độ tổng thể các dự án điện khí đang triển khai và phải có cam kết tiến độ thực hiện. Các dự án điện khí trong quy hoạch điện 8 là nguồn năng lượng vô cùng quan trọng, không chỉ bảo đảm đủ tổng nguồn theo quy hoạch mà còn là nguồn điện nền để có thể huy động khai thác những nguồn năng lượng tái tạo. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị các địa phương chưa lựa chọn được nhà đầu tư cần khẩn trương lựa chọn, sau khi lựa chọn phải lên tiến độ và cam kết thực hiện theo tiến độ. Đối với các địa phương đã có chủ đầu tư, Bộ trưởng đề nghị khẩn trương rà soát những vướng mắc mà chủ đầu tư phản ánh để chủ động xử lý theo thẩm quyền, bao gồm rà soát điều chỉnh quy hoạch tỉnh, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các địa phương báo cáo về Bộ Công Thương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về tiến độ tổng thể của các dự án đang triển khai. Tiến độ này phải có sự cam kết của chủ đầu tư và có xác nhận của chính quyền địa phương. Đây sẽ là cơ sở để Bộ, Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý các vi phạm đối với các chủ đầu tư hoặc các bên có liên quan, đồng thời trình chính phủ xử lý các chủ đầu tư nếu có dấu hiệu chây ì, trốn tránh trách nhiệm, trì hoãn việc triển khai, gây khó khăn cho việc bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.